Thanh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 91 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Vẫn như thường lệ, Khánh Duy vẫn không quên kêu gọi các bạn hãy nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với Độc Bộ Thiên Hạ tập 91 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ nguyên thần của Diệp Húc tăng trưởng cuồn cuộn không ngừng, nguyên thần càng ngày càng rõ ràng, mộc tinh khí thật nhiều đang dũng mãnh tràn vào trong nguyên thần của Diệp Húc. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần và ngọc thụ trong ngọc lâu của mình càng ngày càng giống nhau, đồng thời tràn ngập sức sống vô cùng vô tận. Cho dù hắn không mang theo ngọc lâu cũng có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, cho dù là bị thương nghiêm trọng, chỉ cần không chết, hắn đều có thể dựa vào sức sống bên trong nguyên thần mà phục hồi lại trạng thái toàn. Nguyên thần của hắn còn đang không ngừng thúc dục Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh, lấy năng lượng bên trong nguyên thai trải qua rèn luyện, làm cho nguyên thần càng thêm củng cố, mà tu vi của hắn đã nhanh chóng tiến bộ. Phượng Yên Nhu đã đi vào trong bàn hoàng mộ chưa tới một cây. Hắn tự khích lệ tinh thần mình một cái, hăng hái đột phá, tiến vào nguyên thai ngũ phẩm. Diệp Húc chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình tràn ngập lực lượng mạnh mẽ dị thường, tin tưởng cũng được nâng cao, hắn thầm nghĩ. Nếu như lại đối mặt với bàn tay to của tinh đế, ta tuyệt đối không bị thương, lại càng không bị bàn tay to của tinh đế bức lui, mà có thể đường đường chính chính chống lại được bàn tay to của tinh đế kìa. Hắn tới khởi Diên La Thiên Địa Tháp, đánh đại chu thiên tinh đấu trận đồ của Đinh Phù Đạo vào bên trong tháp, chỉ thấy tòa bảo tháp này lại sinh trưởng, rõ ràng trưởng thành tới tòa bảo tháp 8 tầng, tràn ngập uy năng, phải gấp đôi so với trước. Tuy nhiên, Diên La Thiên Địa Tháp của hắn, uy năng tuy mạnh nhưng lại có một khiếm khuyết rất lớn. Đó là chưa có nhiều tài liệu bỏ thêm vào thân tháp, cũng không có tức nhưỡng củng cố. Thế cho nên từ 3 tầng trở lên, tháp như thật như ảo, cũng không phải là tồn tại chân thật. Nếu như gặp được vu bảo bình thường, thậm chí là nguyên thần chi bảo, Diệp Húc đều có thể dựa vào bảo tháp chấn vỡ vu bảo đối phương. Nhưng nếu gặp được cường giả càng thêm dũng mãnh, hoặc là trọng bảo tam tướng cảnh, Diên La Thiên Địa Tháp sẽ hiển lộ ra nhược điểm của mình, thậm chí có khả năng bị đối phương đánh nát. Diệp Húc lấy tài liệu và vu bảo bản thân mình cất chứa bên trong ngọc lâu, không ngừng luyện hóa, đem những tài liệu này đốt dung nhập vào bên trong thân tháp. Hắn từ khi tiến vào cảnh nội đại hán, trải qua chém giết, tu luyện, cướp đoạt được vô số bảo vật. Trong Lạc Vương Thành, hắn đánh lui khổng chiêu yêu thánh, cướp đoạt một số lớn linh mạch và tài liệu vu bảo. Tới Ân Khư, bên ngoài Kiểu Sát Âm Phong, vu sĩ trừ ma đại hội tất cả chết trong tay của hắn, lại có thêm một số lượng của cải vô cùng lớn khác. Mấy đại yêu vương kiếm hải, cao thủ ngũ đại tinh cung và Thạch Tinh Vân, đồ đạc của cải cất chứa, nhất là Thạch Tinh Vân, trên người của hắn tài liệu với linh mạch thật là nhiều, quả thực làm cho người ta phải giận sôi. Nhưng những tài liệu này hết thảy dừng ở trong tay của hắn, khiến của cải của hắn đạt được độ cao chưa từng có từ trước đến nay. Có thể nói, của cải của hắn tích lũy hoàn toàn có thể dẹp ngang một tòa linh sơn của Thái Thượng Trưởng Lão Quan Tinh Phong. Phú khả địch quốc, nếu như Diệp Húc nguyện ý, hắn có thể luyện chế thành mấy ngàn kiện thuần dương chi bảo, mấy vạn, thậm chí hơn chục vạn chấn giáo chi bảo. Nhiều tài liệu như vậy bị hắn luyện hóa hết thảy, đánh vào trong Diên La Thiên Địa Tháp. Chỉ thấy mấy tầng trên của tháp đang dần dần từ hư ảo biến thành thực chất, uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Bảo tháp của hắn tuy rằng không phải là thuần dương chi bảo, cũng không phải là nguyên thần chi bảo, nhưng uy lực vượt xa những bảo vật này. Có thể nói đây là một kiện vũ bảo khác loại. Tuy nhiên, cho dù là có của cải kinh người như vậy, Diên La Thiên Địa Tháp tầng thứ 8 của hắn vẫn không có biến hư thành thật được. Tòa bảo tháp này trưởng thành cần số lượng tài liệu so với chư thiên thập đạo còn khủng bố hơn nhiều. Hơn nữa, mỗi khi nâng cao một tầng, số tài liệu càng tăng thêm nhiều lần. Diệp Húc thậm chí còn hoài nghi, cho dù mình đem hết thảy bảo tàng ở Nam Thiên Môn dung nhập vào bên trong bảo tháp, chỉ sợ cũng không thể khiến tòa bảo tháp này trở thành bảo tháp 33 tầng được. Diệp sư huynh, cấm chế phía trước vừa mới bị người phá vỡ, uy năng của cấm chế có thể tạm thời không thể khôi phục, chúng ta có thể không chút kinh kỵ mà đi vào bàn hoàng mộ.
Phượng Yên Nhu đột nhiên thở nhẹ ra cười nói, hẳn là người của Thái Tử Sơ phá vỡ cấm chế nơi này rồi. Diệp Phúc cẩn thận đánh giá thông đạo, chỉ thấy nơi này bị người cưỡng ép phá cấm. Bên vách tường bạch ngọc lưu lại vài quyền ấn thật lớn, tất nhiên đều là do Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân cưỡng ép đánh vỡ cấm chế. À, còn có Thái Tử Hỷ, Linh Cữu Thanh Đăng, chẳng lẽ Thái Tử Hỷ cũng tiến vào chỗ này rồi sao? Diệp Phúc chú ý tới một chỗ cấm chế bị người ta dùng lửa đốt, thậm chí ngay cả vách đá cũng bị đốt ra một cái động lớn. Có thể nhìn thấy được loại thần hỏa này có uy lực kinh người như thế nào. Quyền ấn là do người đánh một quyền cưỡng ép phá vỡ cấm chế. Người này thân thể dũng mãnh cực kỳ, thậm chí còn thắng ta một bậc kìa. Hắn lại lưu ý tới một quyền ấn khác khắc thật sâu bên trên vách đá. Hắn nhìn quyền ấn này, trong đầu không khỏi hiện ra một thân hình xuyên qua cửu sắt âm phong không chút kiêng nể. Cũng chỉ có người kia mới có thể phát ra một kích dũng mãnh kinh người như vậy. Nói vậy, hắn là Đàm Phượng Sơn, cao thủ của Tiểu Quang Minh Thánh Địa rồi. Cường giả đã đem cửu chuyển nguyên công tu luyện tới tam thần cảnh. Tuy nhiên, lấy tu vi trước kia của hắn, chỉ sợ còn không thể dùng bàn tay chân mà đánh vỡ cấm chế này được. Việc này nói tu vi của hắn đã có bước nhảy vọt lớn. Diệp Phúc lập tức suy đoán ra người này chính là cường giả trẻ tuổi mà Tiểu Quang Minh Thánh Địa phái ra đuổi giết Khổng Chiêu Yêu Thánh Đàm Phượng Sơn. Tuy nhiên, đối với việc vì sao Đàm Phượng Sơn trong thời gian ngắn có thể đột phá tới mức này, hắn suy nghĩ trăm lần cũng không có lời giải đáp. Phần phật. Phía trước đột nhiên truyền tới thanh âm mở sách ra. Diệp Phúc vội vàng ngẩng đầu mà nhìn lại, chỉ thấy ở xa vài dặm đột nhiên dâng lên một quyển thiên thư. Thiên thư rầm rầm triển khai, vô số chữ vàng từ trong thiên thư bắn ra, một thanh âm truyền tới. Thiên mệnh chi vị tính, dẫn tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo, đạo giã giã, bất khả tu du ly giã. Hắn đọc nhấn mạnh từng chữ rõ ràng, mỗi một chữ phun ra trong miệng. Không trung đột nhiên xuất hiện một chữ cổ, phạm vi hơn 10 trượng, màu vàng chói mắt, tản mát ra uy năng bạo hạo hãn. Hướng tới cấm chế thủ hộ bàn hoàng lăng mà đánh tới. Uy lực của nó rất mạnh, nhất là thiên kinh văn này còn chưa có tung hết thì cấm chế đã bị hắn cưỡng ép công phá ra rồi. Vô pháp của Thiên Nhân Tông, đây thật là không thể tưởng tượng được, uy lực mạnh mẽ thế quá như vậy sao? Diệp Phúc không khỏi tán thưởng. Phượng Yên Nhu mỉm cười nói, sư huynh, đây cũng không phải là lực lượng của bản thân hắn ta đâu. Lấy lực lượng của hắn còn chưa thể phá vỡ được cấm chế kia đâu. Hắn là dựa vào Trung Dung Bảo Quyển ở trong tay hắn ta kìa. Thiên Nhân Tông chính là Nho Vu đại gia, Thiên Nhân Tông có nhiều cường giả, rất ít khi luyện chế vu báo, mà tất cả sao chép kinh văn, đại vu sao chép kinh văn có được lực lượng không thể tin nổi. Trong tay của hắn ta là Trung Dung Bảo Quyển, là tam tướng chi bảo của Thiên Nhân Tông, mỗi một chữ đều có lực lượng không thể tin nổi. Diệp Phúc nhẹ nhàng gật đầu. Nếu người này có thể dựa vào lực lượng của mình mà phá vỡ được cấm chế sâu bên trong bản hoàng lăng, như vậy tu vi chỉ sợ cao tới mức Diệp Phúc không thể với tới, căn bản không thể so sánh được rồi. Tuy nhiên, cầm giữ một kiện bảo vật rất tốt cũng chính là một loại thực lực của bản thân. Dư Nhân Kiệt có được Trung Dung Bảo Quyển, Thái Tử Hỷ có được Linh Cứu Thanh Đăng đều không thể khinh thường. Nhưng thật ra, Thái Tử Sơ, hắn có chút nhìn không thấu, người này tâm tư như xả như lang, tàn nhẫn vô cùng, hơn nữa, mưu trí thâm trầm. Tuy rằng trải qua nguy hiểm rất nhiều, nhưng hắn tế ra bảo vật mạnh nhất cũng chỉ là kiện nguyên thần chi bảo. Dư Nhân Kiệt, Thái Tử Hỷ có được trọng bảo. Còn Thái Tử Sơ thân là Thái Tử Đại Tần, không có khả năng không có bảo vật vô cùng mạnh mẽ mà bảo vệ. Tuy nhiên người này từ đầu tới cuối vẫn còn chưa lộ ra quân bài chủ chốt của mình, thậm chí không tiếc sức triệu tập ra ảo ảnh của Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân để tới phá cấm, cũng không nguyện ý lộ ra vu bảo hộ thân của mình. Có thể thấy được vu bảo của hắn uy lực có thể còn trên cả ảo ảnh của Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân. Những người này đều là nhân kiệt, nhân hùng chân chính cả. Tới bản hoàng mộ trước lâu thuyền kia chỉ sợ có thể phát sinh xung đột với những người này rồi. Diệp Phúc không chút sợ hãi, thực lực hiện giờ của hắn không phải là như xưa. Dư Nhân Kiệt, Thái Tử Sơ mặc dù hùng mạnh, hắn cũng có đủ tin tưởng mà đối mặt. Có những người này phá cấm, chúng ta có thể nhẹ nhàng mà đi qua được. Phượng cô nương, phía trước có nguy hiểm rất lớn, chỉ sợ ta không dành chỗ cố cho ngươi, không bằng trốn vào trong ngọc lâu của ta đi. Diệp Phúc cười nói. Phượng Yên Nhu trong mắt vòng vo loạn chuyển, có chút linh động. Nàng lo lắng Diệp Phúc một mình mạo hiểm, bởi vậy mới cố ý đi theo bên người Diệp Phúc. Nàng cười nói, nói không chừng còn có cấm chế chưa bị những người này phá vỡ, không bằng ta tránh ở trên đầu vai của ngươi. Nàng đột nhiên hiện ra chân thân, hóa thành một phượng hoàng nhỏ xinh xắn, cánh chim bảy màu, quanh thân tràn ngập ánh lửa rực rỡ kinh diễm.
giang cánh đứng trên đầu vai của Diệp Húc, nằng lặng một chỗ, vô cùng là nhu thuận. Diệp Húc mỉm cười, đi nhanh về phía trước. Phượng Yên Nhu nghiêng đầu, nhìn thấy dương của hắn, một trận thất thần, đột nhiên mổ hai cái lên trên mặt của hắn. Sư huynh, trên mặt có mũi, để ta giúp ngươi phủi đi. Nàng rất nhu thuận mà nói. Diệp Húc lơ đễnh. Sau một lúc lâu, tiểu phượng hoàng trên đầu vai của hắn lại không chịu nổi mà mổ hai cái thật nhẹ lên mặt của hắn. Còn có một chút bụi nữa này. Phượng Yên Nhu trịnh trọng nói chuyện. Rồi lại một lúc lâu sau nữa, tiểu phượng hoàng lại mổ thêm hai cái. Diệp Húc bật cười nói, được rồi Yên Nhu, nhột, nhột quá đi. Phượng Yên Nhu ậm ừ một tiếng, thành thật đứng trên đầu vai của hắn. Một đôi mắt sâu thẳm quyến rũ như nước mùa thu, yên tĩnh vô cùng, nàng thầm nghĩ. Đại tỷ có nói, gặp được người trong lòng phải hôn ba cái đính ước. Sư huynh à, ta vụng trộm hôn ngươi ba lượt, ngươi thật sự không biết hay sao? Sư huynh, sau khi rời khỏi bàn hoàng lăng, ta sẽ về nhà. Nàng im lặng một lát, lại không kìm nổi mà lên tiếng nói. Ta về trong nhà rồi, tiếp không lâu sẽ tấn công tam thần cảnh mà trở thành đại vu. Chỉ sợ lúc đó cha ta sẽ không cho ta chạy loạn chung quanh nữa rồi. Sư huynh, ngươi sẽ tới Thiên Yêu Cung đón ta sao? Cha ta nói chuyện tốt lắm, ngươi đi đón ta, mang theo một ít lễ vật cho người, người nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng ngươi. Diệp Phúc cười nói, tất nhiên rồi, ta cũng muốn đi gặp yêu chủ danh chấn đại trạch một lần. Phượng Yên Nhu trong lòng vui vẻ dị thường, kích động khó tả, mất đi vẻ kiêu ngạo, đi tới đi lui trên đầu vai của hắn thầm nghĩ. Ta tu thành tam thần cánh, liền có thể lấy được chồng rồi, sư huynh sau đó sẽ mang sinh lễ tới cầu hôn. Thông đạo này dài tới hơn 10 dặm, nối thẳng tới long mạch, đi không biết bao lâu, Diệp Phúc rốt cuộc cũng nhìn thấy điểm cuối của thông đạo. Đột nhiên một cỗ uy áp rất nặng từ sâu bên trong truyền tới. Cỗ uy áp này vô cùng nặng nề, khiến cho hắn cảm thấy trên thân thể như bị trăm tảo núi lớn đè xuống vậy, hành động gian nan, thậm chí ngay cả nguyên thần, nguyên thai cũng bị áp chế. Cỗ uy áp này không chỉ nhằm vào thân thể, tu vi của hắn, đồng thời chấn áp cả tâm trí của hắn, dường như phía trước chính là một vị hoàng đế thống trị thế giới vậy. Phía trước tản mát ra uy nghiêm tuyệt thế, khiến cho tất cả mọi người không nâng nổi dậy, hết thảy mà quỳ lại hắn. Diệp Phúc tâm trí đã sớm tu luyện tới cảnh giới muôn đời bất động, tự nhiên không bị cỗ uy áp của vô hoàng này làm cho kinh sợ. Tuy nhiên Phượng Yên Nhu là không thể kiên trì được, nàng bị ép tới xương cốt kêu vang. Bề ngoài của nàng nhu nhược nhưng nội tâm vô cùng kiên cường, vẫn đau khổ mà chống đỡ. Diệp Phúc thấy thế thở dài một tiếng, tế khởi ngọc lâu, không để ý tới lời phản đối của nàng mà thu nàng vào trong ngọc lâu. Hắn lập tức gắng chịu áp lực này, một thân một mình đi vào bản hoàng mộ. Trước mắt hắn, một tòa không gian tăng thương được xây dựng từ thời xa xưa. Nó giống như một bức họa cổ cuộn tròn, chậm rãi mở ra. Khí tức tăng thương giống như muốn kể cho hắn nghe một đoạn lịch sử đã bị vùi lấp từ thời thượng cổ vậy. Nơi này là chính giữa màn hoàng lăng. Hiển hiện ra trước mặt Diệp Húc chính là một mảnh không gian vô cùng rộng lớn. Một cái trụ chống trời, trên cột trụ che kín các loại đồ án dị thú, long phượng trình tường, kỳ lân tường thụy. Ở giữa đồng trụ là một tòa kiến trúc cực kỳ to lớn, bao la và hùng vĩ. Kiến trúc này đã được xây dựng từ thời xa xưa, mang theo khí tức từ thời thượng cổ, cực kỳ độc đáo. Mỗi một tòa đều có tới 100.000 trượng, mọi người vừa nhìn một cái chỉ thấy tràn ngập ngưỡng mộ. Trong nhất thời, kiến trúc này làm cho người ta nghĩ ngay tới một niên đại phồn vinh, hưng thịnh của Đại Thương Hoàng Triều. Mà những đồng trụ này cao thấp khác nhau, mỗi một đồng trụ đều điêu khắc một tượng đồng vô sĩ ở phía trên. Những vô sĩ này thần thái khác nhau, phục sức xa xưa, thân triều phục, cầm trong tay triều bái, mặt hướng phương Bắc, giống như quân thần của Thương Hoàng Bàn Canh đang triều kiến vậy. Tượng đồng của quân thần Đại Thương Bàn Hoàng bị từng đạo linh khí trắng như tuyết vây quanh, có vẻ mờ ảo mà tràn ngập linh động, giống như là có được sinh mệnh vậy. Nơi này giống như một hoàng cung thật lớn, căn bản không phải là mộ địa mà là một thành cung hoàng đế nghỉ ngơi vậy, làm cho người ta có cảm giác như Đại Thương Hoàng Triều này không có chết mà đang dần dần phục hưng. Mà trong hành cung nghỉ tạm này, hoàng đế vẫn nắm toàn bộ triều cương, triệu kiến quần thần, hiểu rõ đại sự của thiên hạ. Vị Thương Hoàng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra khỏi mộ, một lần nữa giáng lâm thế gian, tiếp tục thống trị toàn bộ thế giới. Mà phương hướng quần thần triều bái kia là một ngọc đài thật lớn. Phía trên ngọc đài, từng đạo linh khí trắng như tuyết đang qua lại như thác. Nó phát ra tiếng vang mênh mông, rơi thẳng xuống dưới ngọc đài. Ở nơi này, linh khí rõ ràng hội tụ thành một hải dương, mây trôi mờ ảo giống như tiên cảnh vậy. Mà sau ngọc đài
lại là một thành cung to lớn vô cùng đồ sộ. Nơi này tràn ngập sát khí, tràn ngập khí tức mà vô hoàng từng thống trị thế giới lưu lại, mênh mông mà nặng nề. Cho dù là Diệp Húc cũng cảm thấy cấm chế ở nơi này giống như một bầu trời đầy sao, nhiều không kể xiết, trên trời dưới đất đều có. Có thể nói từng bước đều là sát khí. Dầm một tiếng, bỗng một con thuyền vô cùng to lớn đột nhiên từ một nơi khác rớt xuống, rớt thẳng lên trên ngọc đài. Dường như là Thương Hoàng Bản Canh đi dạo trở về, nhận sự chiều bái của quần thần vậy. Lâu thuyền này Diệp Húc đã từng mượn đôi mắt của Hiên Viên Minh Nguyệt nhìn qua một lần. Khi đó lâu thuyền này đang đi du lịch trong không gian. Khi nhìn thấy lâu thuyền này, Diệp Húc cảm giác như linh hồn rung động. Lúc này chính mắt nhìn thấy lâu thuyền, cái loại rung động này đã lên tới tột đỉnh. Lâu thuyền trở về dừng ở trước cảnh cung, khí tức độc hữu của Vũ Hoàng lại càng thêm ngưng trọng, làm cho áp lực của hắn càng trầm trọng. Thân hình hắn bị ép nhỏ đi mấy tấc, xương cốt rung động lách cách. Cơ thể, xương cốt, huyết quản, thậm chí là nguyên thần, nguyên thai cũng phải chịu một áp lực vô cùng khổng lồ. Khí tức của Vũ Hoàng thật sự là nặng nề, thật không hổ là Vũ Hoàng mà, chỉ dựa vào khí tức thôi cũng có thể ép chết không biết bao nhiêu người rồi. Diệp Húc đi vào trong quần thể kiến trúc to lớn này, chỉ cảm thấy mỗi một bước đi của mình dường như phải chịu áp lực gấp bội. Lúc này, đừng nói là lăng không phi hành, cho dù là bước đi từng bước một cũng đều khó khăn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, khoảng cách giữa mình và lâu thuyền có hơn 10 dặm, mà trên bạch ngọc đài có một cầu thang bạch ngọc giống như là thang trời vậy, từ xa nhìn lại giống như một đường màu trắng. Có trời mới biết đi tới đó được thì hắn phải chịu một áp lực khủng bố, hùng mạnh như thế nào. Ánh mắt của Diệp Húc quét chung quanh, rốt cuộc cũng lưu ý tới tung tích của Vinh Lâm. Đại sư huynh Hoàng Tuyển Ma Tông đã đi tới 6-7 dặm, cuối cùng bị nhốt bên trong một đạo cấm pháp tràn ngập nguy cơ. Thân hình của hắn bị ép tới chỉ còn 3 tấc. Nếu không phải Diệp Húc đi tới nơi này là cố ý tìm kiếm hắn, thì căn bản cũng không thể nhìn thấy tung tích của hắn được. Nếu như có thể có được chiếc lâu thuyền này mới xứng đáng với thân phận của ta kìa. Lúc bây giờ Thái Tử Sơ đã tới nơi này, chỉ cách Diệp Húc khoảng hơn 100 bước. Hắn khoanh tay, ngẩng đầu nhìn lâu thuyền xa xa phía trước, trong mắt hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ha ha cười nói. Kiêu ngạo, ngông cuồng. Đàm Phượng Sơn cũng cách đó không xa, ngẩng đầu mà nhìn lâu thuyền, có chút tự phụ, thanh âm lạnh lùng nói. Thái Tử Sơ sắc mặt phát lạnh, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Dư Nhân Kiệt truyền tới, cười ha hả mà nói. Thái Tử Sơ, Đàm huynh nói đúng đấy, người quá cuồng vọng. Lấy thực lực của ngươi nhiều nhất là đi ra được hơn 2000 bước thôi, sẽ bị khí tức của bản hoàng đánh chết kìa. Hoặc là ngươi căn bản không thể đi quá được 2000 bước đâu, sẽ chết trong tay của ta kìa. Thái Tử Hỉ cũng hiện ra ở nơi này, cầm linh cứu thanh đăng, mỉm cười mà chém vào. Thái Tử Hỉ, Đàm Phượng Sơn, Dương Nhân Kiệt, xem ra các ngươi muốn đối nghịch với cô gia hay sao? Thái Tử Sơ cười lạnh một tiếng, sát khí trong mắt nảy lên, thần thái giống như một con sài lang đang muốn ăn thịt người. Hắn cười ha hả, tiếng cười leng keng như kim thạch, điềm nhiên nói. Tốt thôi, hôm nay cô ra mai táng tất cả các ngươi tại nơi này vậy. Đàm Phượng Sơn và hai người không thèm để ý tới hắn, ánh mắt nhất tề hướng về phía sau mà nhìn. Thái Tử Sơ không khỏi có một loại cảm giác buồn bực, như nắm tay dùng sức vạn quân đánh vào khoảng không vậy. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo lam đang đi giữ uy áp của bàn hoàng, tiến vào sâu bên trong bàn hoàng mộ. Diệp Thiếu Bảo. Đàm Phượng Sơn mắt tinh quang chợt lóe, đem Thái Tử Sơ ném lên tận 9 tầng mây, trong mắt tràn ngập hào quang thù hận, chỉ có Diệp Thiếu Bảo, Diệp Húc kia. Hắn còn nhớ rõ, chính mình dựa vào đại trí tuệ, nhắm hai mắt đi qua khỏi kiểu sát âm phong. Chính là cái tên khốn kiếp này, không có việc gì tự dưng nói với mình một câu, làm cho trạng thái trí tuệ như châu của mình bị phá, lạc đường bên trong kiểu sát âm phong. Ước chừng phi hành không biết bao nhiêu ngàn dặm mới có thể tìm được con đường chính xác. Cùng lúc đó, trong mắt Thái Tử Hỉ cũng lộ ra phẫn nộ vô cùng. Linh cứu thanh đăng đột nhiên tràn ngập ánh lửa, đang diễm thiêu cháy hư không, nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng. Tống Cao Đức. Hắn nhớ lại chính mình ở trong đại thương cấm quân doanh, trải qua trăm cay nghìn đắng, tốn hao nhiều tu vi mới chém giết được hơn 10 thi binh. Nhưng mà hơn phân nửa kiến mộc long trương thì lại bị người tự xưng là Tống Cao Đức này lừa cướp đi mất. Người rốt cuộc là Diệp Thiếu Bảo hay là Tống Cao Đức đây? Dư Nhân Kiệt tiến lên một bước, tế khởi Trung Dung Bảo Quyển, hắn quát lớn. Ngay cả hắn cũng mất đi
phương hướng, mất đi hứng thú với Thái Tử Sơ, khiến cho Thái Tử Sơ trong lòng tràn ngập buồn bực, không có chỗ giải phóng. Dầm một tiếng, Dư Nhân Kiệt triển khai một tấm họa đánh giá Diệp Phúc vào bức họa, sắc mặt trở nên rất khó coi, cười khanh khách mà nói: "Diệp huynh, ngươi quả nhiên to gan lớn mật, không ngờ lại dùng cái tên giả là Tống Cao Đức đùa giỡn chính đạo đại hán chúng ta. Dư Mỗ thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với ngươi, thật sự tốt, rất tốt à." Sát khí lạnh lạnh, không chút vui vẻ nào cả. Thái Tử Hỉ thì lửa giận ngập trời, hai tay run rẩy. Cho tới bây giờ hắn mới biết được Tống Cao Đức đó là Diệp Phúc. Lúc này thậm chí hắn có cảm giác muốn cắn chết Diệp Phúc kia. "Người thật sự là ma đầu Diệp Thiếu Bảo kia sao?" Hắn tiến lên một bước, gương mặt vặn vẹo, lớn tiếng mà quát. Diệp Phúc kho khan một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, run rẩy vươn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay có vết máu, cười thảm mà nói: "Đúng là Diệp Mỗ, chư vị, các ngươi xem thương thế của ta còn chưa khỏi này. Diệp Mỗ tranh đấu với Ngụy Hiên, bản thân bị trọng thương, không thể không tới ân khư này tìm kiếm linh đan diệu dược để mà trị liệu thương thế." "Khốn kiếp, ngươi còn muốn lừa gạt người thiên hạ bao lâu nữa đây?" Dư Nhân Kiệt tức giận, suýt nữa hộc máu, rít cả mà nói. Thái Tử Hỉ hiên ngang lẫm liệt, lạnh lùng lên tiếng: "Không tội, ngươi ở bên ngoài ân khư, một chữ tội chấn áp hàng nghìn hàng vạn vô sĩ, khiến cho hết thảy mọi người đều quỳ lại ngươi. Trong binh doanh lại đoạt kiến mộc long trương của ta, nhìn như thế nào cũng không thấy ngươi bị trọng thương gì cả." Đàm Phượng Sơn sắc mặt không chút thay đổi, thản nhiên mà nói: "Diệp Thiếu Bảo, người giết ngũ hành thân thể mà Tiểu Quang Minh Thánh Địa ta cực khổ lắm mới bồi dưỡng ra được, làm mất đi một vị vua hoàng chưa kịp trưởng thành của Thánh Địa ta, lại làm hại ta mất đi phương hướng bên trong âm phong, người chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ." Ba người bọn họ hoàn toàn quên Thái Tử Sơ sang một bên, khiến cho hắn cảm thấy chính mình như bị thương vậy. Hắn tự cho mình cực cao, tự nghĩ có thể trở thành bá chủ như là Thủy Hoàng Đế vậy. Cho dù bị mọi người vây công, cũng phải là nhân vật chói mắt nhất, quan trọng nhất, vạn chúng chú mục. Đây là tính cách của hắn, khí chất kiêu hùng được bồi dưỡng ra từ trong hàng trăm đệ tử Hoàng Thất Đại Tần. Thật không ngờ Diệp Phúc vừa mới xuất hiện đã cướp đi hết thảy nổi bật của hắn, khiến hắn một được vạn phần. Nhất là Diệp Phúc đúng là kẻ thù, là đối thủ của hắn. Hắn đã muốn sớm diệt trừ Diệp Phúc rồi. Hắn muốn mang theo đầu của Diệp Phúc đi Thiên Yêu Cung, trở thành phò mã Thiên Yêu Cung, khiến cho địa vị của mình ở Đại Tần lại càng thêm củng cố. Lúc này bị Diệp Phúc cướp đi sự nổi bật, khiến cho hắn lại càng thêm nghẹn khuất trong lòng. Thái Tử Sơ cười lại một tiếng, ngạo nghễ nói: "Diệp Thiếu Bảo, cô gia muốn dùng đầu của ngươi, ngươi là tạp chủng." Diệp Phúc khô cằn nói, dường như đang nói rõ một sự thật, không để cho hắn nói hết câu. Nhưng Diệp Phúc nói cũng chính là sự thật, ngay cả đương kim Tần Hoàng cũng không phải là huyết mạch Thủy Hoàng Đế. Thái Tử Sơ thân là con trai của Tần Hoàng, đương nhiên chính là tạp chủng rồi. Thái Tử Sơ ngẩn người, suýt nữa thì bùng nổ. Diệp Phúc quả thực là muốn làm cho người ta tức chết. Một câu đã khiến cho hắn gần như không chịu nổi mà hộc máu: "Ta muốn giết ngươi, muốn giết ngươi!" Thái Tử Sơ hồn nhiên quên tự xưng mình là cô gia, rít gào lao lên. Đúng lúc này, Đàm Phượng Sơn cũng rít gào mà lao tới, kim quang quanh thân chói mắt, giống như một pho tượng Phật Đà. Thân thể của hắn như được đúc bằng vàng ròng vậy. Kiểu chuyển nguyên công của hắn rõ ràng đã luyện tới cảnh giới kim thân vô cấu. Một quyền đánh ra, giống như kim cương sống lại, minh vương tại thế, hùng mãnh tới cực điểm. Một quyền này của hắn có thể so với uy năng của Ảo Ảnh Cấm Bảo, vượt qua uy năng của Nguyên Thần Chi Bảo, thẳng bước tới Tam Tướng Chi Bảo. Quyền pháp đương thời, đường đường chính chính, một quyền đánh ra, công đức kim luân tự động hiện ra ở sau đầu của gã. Vô số cổ Phật thật nhỏ quay chung quanh não của hắn, thay đổi liên tục, nhất tề mà tụng xướng kinh Phật, thanh âm rộng lớn. Thái Tử Sơ bị người khác chiếm cứ trước tiên cơ, trong lòng ngực lửa giận ngập trời. Cùng lúc đó, Dư Nhân Kiệt cũng tới khởi Trung Dung Bảo Quyển, kinh văn rầm rầm triển khai. Giống như một quyển thiên thư vậy, hắn tụng kinh văn, chỉ thấy bên trong kinh thư từng chữ to hơn 10 trượng rơi xuống, chấn áp Diệp Phúc. Mà Thái Tử Hỉ thì nhanh chóng tiến lên, cầm Linh Cứu Thanh Đăng trong tay, hà mồm phun ra một đạo chân nguyên. Ánh lửa hừng hực, mãnh liệt vô cùng, đốt dung hư không, thẳng đánh tới Diệp Phúc. Ba tên này đều là cường địch, nếu như Diệp Thiếu Bảo bị bọn họ giết chết rồi, ta rất khó có thể cướp được cái đầu của Diệp Thiếu Bảo trong tay bọn họ. Thái Tử Sơ ánh mắt chớp động, đột nhiên lấy ra một cây thương. Cây đại thương này tuy rằng là Nguyên Thần Chi Bảo cực phẩm, nhưng luận uy lực cùng chất lượng lại hơn xa Linh Cứu Thanh Đăng và Trung Dung Bảo Quyển. Hắn như trước ẩn nấp thực lực, giống như một đầu rắn độc chờ đợi tới thời khắc mấu chốt.
Lúc đó mới giơ nanh múa vuốt, thi triển ra một kích chí mạng. Bốn vị cao thủ này, mỗi người tu vi thực lực đều vượt xa Hạ Tùng Giang và Đinh Phù Đạo, thậm chí đều có thể một mình triệu tập ảo ảnh cấm bảo. Lúc này bốn người liên thủ vây công Diệp Húc. Tuy rằng bọn họ không có lấy ra toàn bộ thực lực, nhưng lực công kích mạnh, tính nguy hiểm rất cao, Diệp Húc tuyệt đối là chưa từng gặp trước đây. Các người muốn chết phải không? Diệp Húc lôi Thạch Tinh Vân ở trong Ngọc Lô ra, đón nhận lấy quyền ấn của Đàm Phượng Sơn. Chỉ thấy con trai của Tinh Đế bị khí thức bàn hoàng thu nhỏ lại kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hướng mọi người mà khiển trách: cha ta và ca ca ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Thạch Tinh Vân lúc này đã bị khí tức của bàn hoàng ép cho chỉ còn lớn nhỏ hơn một xích, giống như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Nhưng hắn vẫn vô cùng kiêu ngạo, dám can đảm răn dạy cả Đàm Phượng Sơn và Thái Tử Sơ, bốn đại cao thủ: ta là con trai của Tinh Đế, các ngươi là ai mà dám đánh ta đấy? Hắn lớn tiếng mà kêu to: Tinh Đế tự mình tiến tới nơi này, ta cũng dám giết kìa. Đàm Phượng Sơn đánh tới đầu tiên, nắm tay của hắn tỏa ra kim quang chói mắt, thậm chí hắn còn bước mở ra cả khí tức của bàn hoàng. Một kích này của hắn vô cùng khủng bố, chẳng những tính toán oanh sát Thạch Tinh Vân ngay tại chỗ, thậm chí còn muốn đánh cả Diệp Húc thành thịt vụn. Ông... mi tâm của Thạch Tinh Vân nứt ra, một bàn tay to trắng như tuyết xuất hiện, ngang nhiên va chạm kịch liệt với nắm tay của Đàm Phượng Sơn, dao động ra khắp chung quanh. Thân hình Đàm Phượng Sơn rung mạnh, yết hầu ngọt ngọt, không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Công đức kim luân sau đầu trở nên vặn vẹo đến không tưởng tượng nổi, vô số Phật đà liền nổ tung. Chỉ nghe thấy những tiếng vang 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 lên, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một gốc cây đại thụ và một đầu quỷ ngưu sừng long nguyên thần. Cây quái thụ kia trăm ngàn cành lá, vô số xúc tu bay múa, đâm thẳng vào thân thể của Đàm Phượng Sơn. Nguyên thần quái thụ này tràn ngập một tia khinh tinh khí và khí tức sinh mệnh, không ngừng trị liệu thương thế của Đàm Phượng Sơn, khiến cho thương thế của hắn nhanh chóng khỏi hẳn. Đầu quỷ ngưu kia hiển nhiên là bản mệnh nguyên thần của Đàm Phượng Sơn, hình thể vô cùng khổng lồ, cổ phía trước như rồng lại dài như thân trâu, mà chỉ có một chân trắng kiện đứng ở giữa không trung. Đây là cái gì vậy? Chẳng nhẽ là nguyên thần thứ hai của hắn ta sao? Diệp Húc chú ý tới cây quái thụ này. Cây quái thụ này có chút giống với nguyên thần của mình, hình dạng lại rất khác, hẳn là thuộc chủng loại khác nhau. Diệp Húc lúc này cũng không khỏi cảm thấy nao nao. Hắn cũng không kịp suy tư cẩn thận, tay phải bắn ra, thừa dịp Đàm Phượng Sơn đánh một đòn với bàn tay to của Tinh Đế còn chưa vững chân lại. Diệp Húc lập tức thi triển Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn, hung hăng đánh một kích. Thân thể của Đàm Phượng Sơn đối chọi với bàn tay to của Tinh Đế, tuy rằng bước lui được bàn tay to của Tinh Đế, thế nhưng lại bị thương rất nặng, hai đại nguyên thần của hắn đều bị chấn bay ra ngoài. Trong lúc khẩn cấp lại phải đón đỡ Diệt Kiếp Ấn của Diệp Húc, không ngờ một kích này của Diệp Húc ẩn chứa lực lượng khủng bố vô cùng, lực lượng bên trong nó không thua gì bàn tay to của Tinh Đế kia. Phía sau của hắn, nguyên thần quỷ ngưu giống giận, thanh âm như rồng như ngưu, to lớn vô cùng, đột nhiên xâm nhập vào bên trong thân thể của Đàm Phượng Sơn, khiến cho thân thể của hắn tràn ngập lực lượng mạnh mẽ. Thế nhưng Diệp Húc cố ý xây dựng ra thế cục này của mình, một kích đã toàn lực phát ra. Đàm Phượng Sơn lập tức bị Diệp Húc đánh bay đi, thương thế lại càng thêm nặng. Vô số xúc tu của cú mang nguyên thần bị chấn gãy, lại phun ra một ngụm máu vàng. Thân thể của hắn mạnh mẽ đến cực đoan, tâm tình cứng cỏi, có được đại trí tuệ, nắm giữ trí châu, từ khi xuất đạo tới nay rất ít khi chật vật như vậy. Nếu Diệp Húc công bằng giao thủ với hắn, rất khó có thể thắng được hắn. Tuy nhiên, Đàm Phượng Sơn ngàn tính vạn tính vẫn là không có dự đoán được, bên trong tử phủ của Thạch Tinh Vân lại cất giữ nửa thức vô pháp của Tinh Đế, bị kém một chiêu trước bị bàn tay to của Tinh Đế đánh bị thương, sau đó lại bị Diệp Húc thừa dịp đánh bại trong một chiêu nữa, trong lòng hắn thật sự là nghẹn khuất. Nguyên thần của ngươi có tác dụng với ta, vẫn là cho ta đi thôi. Quanh thân Diệp Húc rung lên, chỉ thấy phía sau vô số rễ cây bay múa, bay ra giống như vô số xúc tu, đồng thời cũng tràn ngập mộc tinh khí, tất cả đều hướng tới nguyên thần cú mang của Đàm Phượng Sơn mà đâm xuống. Phốc xoẹt một tiếng, những cái rễ cây của Ngọc Thụ đâm vào bên trong nguyên thần cú mang. Đàm Phượng Sơn vừa giận vừa vui nói: nguyên thần của ma đầu này không ngờ cũng là một gốc cây quái thụ, hắn cũng dám tới cả nguyên thần của mình, muốn cắn nuốt mộc tinh chi khí trong nguyên thần của ta. Tuy nhiên lần này hắn tính nhầm rồi, nguyên thần của ta chính là cú mang nguyên thần, một trong năm thể chất đặc thù, chính là nguyên thần mộc hệ mạnh nhất kìa.
Ngươi muốn cắn nút nguyên thần của mang, căn bản không có khả năng được đâu. Ngược lại sẽ bị nguyên thần của ta cắn nút kìa. Hắn đột nhiên cảm giác được nguyên thần của mang của mình đang yếu đi nhanh chóng. Nguyên thần của mang của hắn không có cắn nút nguyên thần của Diệp Húc, ngược lại còn bị đối phương cắn nút. Trong lúc này, hắn cũng không khỏi hoảng loạn. Làm sao có thể như vậy? Sao lại có nguyên thần còn mạnh mẽ hơn, biến thái hơn cả nguyên thần ngũ hành thân thể đây? Từ khi gặp được Diệp Húc, tâm cảnh của hắn liên tục bị phá. Mỗi một lần đều bị thủ đoạn như thiên mã hành không của Diệp Húc phá vỡ. Tất cả đều ngoài ý liệu của hắn, khiến cho một thân bản lĩnh mà hoàn toàn không thể phát huy ra bên ngoài được 7-8 phần. Trong người, thiên hạ chi chính đạo. Thanh âm của Dư Nhân Kiệt truyền tới, chỉ thấy 7 chữ lớn phong cách cổ xưa đột nhiên giáng lâm, dừng trên đỉnh đầu của Diệp Húc. Những chữ này tràn ngập ảo nghĩa, huyền ảo vô cùng, tản mát ra uy năng có thể so sánh được với nguyên thần chi bảo. Nó ngang nhiên ép thẳng xuống Diệp Húc, đánh gãy vô số rễ cây từ nguyên thần của Diệp Húc, giải thoát cho Đàm Phượng Sơn. Đồng thời Dư Nhân Kiệt cũng công kích đối phương luôn. Đàm Phượng Sơn, nếu hôm nay không có ai cứu giúp, người tất chết trong tay của ta kìa. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, tránh đi công kích của 7 chữ cổ, cấp tốc chạy sâu vào bên trong bàn hoàng mộ. Thái tử Hỉ hoành thân chắn trước mặt, chỉ thấy linh cữu thanh đăng sáng lên hừng hực, đốt dung hư không, cuốn thẳng tới Diệp Húc. Diệp Húc lại giơ thanh thạch tinh vân trong bàn tay trái lên, hướng tới linh cữu thanh đăng đón nhận thần hỏa. Bàn tay to của tinh đế cảm nhận được nguy hiểm, lại đánh ra một chưởng đẩy lui lại thần hỏa. Thái tử Hỉ không dám ngăn trở, vội vàng lắc mình tránh thoát, tùy để cho hắn chạy thoát. Dầm một tiếng, Dư Nhân Kiệt triển khai Trung Dung Bảo Quyển, chỉ thấy cuốn thiên thư này dài tới mấy dặm, trong đó vô số văn tự cổ đại giống như những ký hiệu vô cùng huyền ảo di chuyển sống động giữa lòng cuốn sách. Hắn điểm như nói: Diệp thiếu bảo, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm thế nào mà chống được tam tướng chi bảo của ta đấy. Ầm vang một tiếng, Trung Dung Bảo Quyển của hắn đột nhiên chạm với một cấm chế bên trong lăng mộ. Chỉ thấy Trung Dung Bảo Quyển trong nháy mắt bị cấm chế kia cắn nuốt, hóa thành một quyển trục mà rơi thẳng vào trong cấm chế. Thậm chí ngay cả Dư Nhân Kiệt cũng bị cuốn vào trong cấm chế, biến mất không thấy đâu nữa. Đồ ngu, ở trong mộ bàn hoàng mà thôi phát ra đại vu báo như vậy, rõ ràng là tự tìm đường chết mà. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Bên trong bàn hoàng mộ cấm chế nhiều vô kể, nhiều như lông trên người trâu vậy, căn bản không thể tới khởi vu bảo có thể hình lớn, chỉ cần hơi chút vô ý là sẽ chạm tới cấm chế. Thái tử Sơ đứng nhìn Diệp Húc, long thương trong tay rung rung, hắn chưa từng đâm tới Diệp Húc. Diệp Húc tay phải hóa thành đóa hoa sen nở rộ, đầu ngón tay không ngừng run lên, liên tục búng lên đầu mũi của long thương. Không ngờ long thương của Thái tử Sơ chính là cực phẩm trong nguyên thần chi bảo. Bên trong thương không chỉ luyện chế một cái nguyên thần, thậm chí ngay cả nguyên thần của Mộ Dung Học và mấy chân long kéo thuyền của hắn đều bị hắn luyện nhập vào bên trong thân thương. Long thương này uy lực cực lớn, vượt qua nguyên thần chi bảo bình thường. Đầu ngón tay của Diệp Húc dừng trên mũi thương, thân hình không khỏi bị chấn cho rung động kịch liệt, không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Thế đi tới lần đầu tiên bị đẩy lùi. Ta vẫn còn xem nhẹ Thái tử Sơ, thực lực của người này bí hiểm, ẩn nấp sâu đắm, chính là người lợi hại nhất bên trong 4 người này. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. À! Tiếng kêu của Dư Nhân Kiệt đột nhiên chuyển tới, vô cùng thê thảm. Diệp Húc và Thái tử Sơ không kịp động thủ, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Dư Nhân Kiệt bị rơi vào bên trong một cái cấm chế thật lớn bên cạnh một trụ đồng. Tượng đồng đại thần triều đình Đại Thương Bàn Hoàng Triều, trong tay cầm lệnh bài, đột nhiên buông xuống một đạo uy năng rất mạnh, hung hăng đánh vào bên trong cấm chế, lập tức đè chết Dư Nhân Kiệt đang ở bên trong cấm chế kia. Còn mẹ đó chứ, lệnh bài của tượng đồng này chỉ sợ là bất diệt chi bảo, có biến thái quá hay không vậy đây? Thái tử Hỉ nhìn thấy như vậy, nghẹn họng nhìn chân chối, không kìm nổi mà chửi thề một câu. Cảnh tượng này thực sự là khủng bố. Thực lực của Dư Nhân Kiệt không khác bọn họ nhiều lắm, hơn nữa lại còn có một tam tướng chi bảo hộ thể. Cấm chế bình thường hắn có thể thong dong mà phá vỡ, không ngờ nguy hiểm bên trong bàn hoàng mộ không chỉ là cấm chế, thậm chí ngay cả tượng đồng cao lớn uy nghiêm vô cùng kia cũng ẩn nấp những nguy hiểm cực lớn. Tượng đồng thần tử Bàn Hoàng Triều hiển nhiên không phải chỉ là vật trang trí. Bọn họ khi còn sống là trọng thần Bàn Hoàng Triều, sau khi chết cũng là người bảo vệ cho bàn hoàng cổ mộ. Chỉ cần gây ra cấm chế, bọn họ sẽ oanh sát người xâm lấn. Dư Nhân Kiệt là bởi vì gây ra cấm chế khiến cho pho tượng đồng này oanh sát. Lấy thực lực mạnh mẽ như của hắn, thậm chí ngay cả cơ hội chống cự cũng không có,
liền bị mặt sắt tại đương trường. Nếu là ta bị nhốt bên trong cấm chế, chỉ có thể lập tức triệu tập ảo ảnh cấm báo tới chống lại mà thôi. Mọi người đồng thời dâng lên ý tưởng này ở trong đầu. Đáng tiếc, tam tướng chi bảo trong tay Dương Nhân Kiệt cứ như vậy mà bị oanh thành đống cặn bã rồi. Thái tử Sơ thở dài nói. Diệp Phúc đột nhiên tới khởi cột buồm của mình, lắc mình đi sát qua người của hắn. Thái tử Sơ phản ứng không kịp, run rẩy long thương trong tay đâm tới lưng hắn. Nhưng mà Diệp Phúc đã sớm thoát khỏi phạm vi công kích của long thương, vượt khỏi tầm với của hắn. Có vết xe đổ của Dương Nhân Kiệt, bọn họ cũng không dám tới khởi vu bảo có thể tích quá lớn. Miễn gây ra cấm chế động vào, Thái tử Sơ cũng chỉ có thể tùy ý để cho Diệp Phúc chạy trước, không kịp mà ngăn cản hắn lại. Bốn người vây công hắn vẫn là để cho hắn trốn thoát rồi, thậm chí còn đánh cho một người bị thương, một người chết thảm. Thật có thể nói là vô dụng mà. Trong lòng bọn họ không khỏi nảy sinh ra ý tưởng này. Đàm Phượng Sơn nhanh chóng tiến lên, tay áo tung bay, mặt không chút thay đổi, đi sát qua bên người của Thái tử Sơ, đuổi theo Diệp Húc. Lần đầu tiên đối mặt, hắn bị Diệp Húc đánh cho trọng thương, thậm chí nguyên thần cú mang bị Diệp Húc gần như cắn nuốt toàn bộ. Hắn sớm mất đi tâm cảnh, đã tức giận rồi, hận không thể diệt trừ Diệp Húc một cách nhanh chóng. Thái tử Hỷ cũng truy theo, chạy song song với Thái tử Sơ, đi sau Đàm Phượng Sơn. Phía trước, Diệp Húc mỗi bước đi tới trước, cảm giác được áp lực gia tăng gấp đôi, ép cho thân hình của hắn không ngừng mà thu nhỏ lại. Đợi khi hắn đi ra được 4-5 dặm, thân hình nhỏ lại, chỉ còn lại 2 xích, giống như một đứa bé, 1-2 tuổi vậy. Trong mắt của hắn, thế giới bên ngoài đột nhiên trở nên vô cùng rộng lớn, giống với tiến vào một thế giới do người khổng lồ kiến tạo vậy. Khoảng cách tới Vinh Lâm còn chừng không tới 2 dặm, nhưng Diệp Húc lại cảm thấy đường dài vô cùng, giống như vĩnh viễn, không có khả năng đi tới bên người Vinh Lâm. Oanh một tiếng, một pho tượng đồng cầm lệnh bài trong tay đánh một đạo hào quang xuống, oanh thẳng tới Vinh Lâm. Diệp Phúc thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn chưa có chết. Hắn tiếp tục bước chân tới phía trước, mà phía sau hắn, Đàm Phượng Sơn, Thái tử Sơ ba người cũng bị bàn hoàng uy áp, thân hình đã nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Đàm Phượng Sơn thân hình dũng mãnh nhất, bước chân nhanh nhất, rốt cuộc cũng đuổi tới phía sau Diệp Phúc, một quyền mà đánh ra. Nắm tay của hắn giống như một đứa trẻ con vậy, tuy rằng không có uy thế lớn như trước, nhưng lực công kích vẫn cực kỳ cương mãnh, bá đạo. Nếu là oanh trên người Diệp Phúc, tuyệt đối có thể làm cho hắn bị trọng thương. Mà ở bên trong bàn hoàng cổ mộ, nguy cơ tứ phía, bị thương gần như chỉ có một kết cục là hắn phải chết. Đàm Phượng Sơn, xem ra ngươi một lòng là muốn chết rồi, nếu đã như vậy, ta đưa ngươi quy thiên vậy. Diệp Phúc không khỏi giận dữ, hắn đã nhượng bộ rất nhiều, không cùng đám người Đàm Phượng Sơn tranh chấp, nhưng cũng không có ý là hắn sợ bọn họ, mà Đàm Phượng Sơn lại áp bức hắn xít sao, khiến cho sát khí trong lòng của hắn mãnh liệt, trỗi dậy giống như một mãnh hổ đang ngủ mà thức tỉnh, bắt đầu đi ăn thịt người vậy. Diệp Húc và thân hình của Đàm Phượng Sơn đều bị khí tức của bàn hoàng ép cho thu nhỏ lại rất nhanh. Diệp Húc thân cao không đủ một xích, thân thể của Đàm Phượng Sơn so với Diệp Húc dũng mãnh hơn một bậc, nhưng thân hình cũng chỉ hơn một xích, so với Diệp Húc cũng chỉ cao hơn mấy tấc mà thôi. Hai người tuy rằng bị khí tức của bàn hoàng áp chế, chấn áp, nhưng thân thể bọn họ đều dũng mãnh vô cùng, có thể hành động một cách tự nhiên, nhanh như gió, nhanh như điện vậy. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của pháp môn tu luyện thân thể. Cũng chỉ có Diệp Húc và Đàm Phượng Sơn mới có thể duy trì được sức chiến đấu vô cùng tràn đầy như vậy. Nếu đổi lại là hai đại cao thủ như Thái tử Sơ và Thái tử Hỷ, thân thể lọt vào áp chế, không thể vận dụng được tu vi bản thân tới chống cự khí tức của bàn hoàng uy áp, tốc độ hành động của bọn họ còn sao mới bằng được hai người này. Cửu chuyển nguyên công, thiên bảo kim luân. Sau đầu Đàm Phượng Sơn đột nhiên hiện ra một vòng công đức kim luân tuần hoàn mà đáp lại, thay đổi liên tục không ngừng, khiến cho thực lực của hắn tăng vọt, đột nhiên khai mở ra khí tức của bàn hoàng. Trong cơ thể đột nhiên truyền đến tiếng lách cách, thân hình liền tăng vọt, khôi phục khí lực, quanh thân chói mắt kim quang, chư Phật tụng kinh ca ngợi, thanh âm to lớn. Phía sau của hắn đột nhiên hiện ra một pho tượng kim Phật khổng lồ vô cùng, bàn tay kim Phật là một đầu quỷ nghiêu như rồng như nghiêu, hống lên mạnh mẽ, làm cho Đàm Phượng Sơn lấy được lực lượng không gì sánh nổi. Hắn từ trên cao nhìn xuống, một quyền đánh thẳng xuống Diệp Húc, cười lạnh mà nói: "Diệp thiếu bảo, ta xem ngươi làm như thế nào mà ngăn cản được ta đây." Cổ Phật tịch diệt đại thủ ấn. Hắn có được trí tuệ lớn, công đức kim luân luyện bảo quyết tu vi còn muốn cao hơn cả Diệp Húc một bậc. Lúc này bùng nổ, hiển nhiên tính toán một trường giết chết Diệp Húc.
không cho hắn bất luận cơ hội gì. Một quyền này của hắn mang theo một cỗ khí tức cổ Phật tịch diệt, tử khí tràn ngập. Vạn vật điêu linh, trời giáng thần huyết, thiên thần khóc lóc thảm thiết, làm cho hết thảy sự sống đều bị diệt sát cả. Đây chính là thực lực chân chính của hắn, Tiểu Quang Minh Thánh Địa từng có cường giả tuyệt đại, từ trong bàn Hoàng Lăng học được công đức Kim Luân luyện bảo quyết đầy đủ. Thế nhưng không có đạt được chư thiên thần vương công đức ấn, vị tuyệt đại cường giả kia đã kết hợp kiểu chuyển nguyên công và viễn cổ đại Phật, khai sáng ra một môn ấn pháp độc đáo tên là Chín Phật Thánh Pháp, đủ để thúc giục công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết 6-7 thành uy lực. Cổ Phật tịch diệt đại thủ ấn đó là một trong những chiêu thức của Chín Phật Thánh Pháp. Diệp Phúc từng ở Lạc Già Sơn thấy Kim Miêu Thần xuất ra Chín Phật Thánh Pháp như là Phật thủ diệt độ, Chín Phật vô sinh, uy lực khủng mạnh đến cực đoan. Đàm Phượng Sơn tu vi thực lực lớn hơn Kim Miêu Thần nhiều. Chín Phật Thánh Pháp trong tay của hắn, uy lực so với Kim Miêu Thần mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đàm Phượng Sơn, công đức Kim Luân diệu bảo quyết của ngươi còn chưa luyện được, ta cho ngươi xem công đức Kim Luân chân chính là như thế nào. Diệp Phúc xoay người, sau đầu đột nhiên ong ong hai tiếng, hiện ra hai vòng Kim Luân. Công đức Kim Luân của hắn khác với của Đàm Phượng Sơn. Sau đầu, Kim Luân là tà Phật, tản mát ra từng đạo khí tức tà ác đến hung hãn. Một quyền đón nhận nắm tay của Đàm Phượng Sơn không hề xảo diệu, chỉ là một thức Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn đánh ra. Thân hình của hắn cũng tăng vọt, khôi phục lại hình thể, khí thế của hắn long trời lở đất. Tuy rằng tu vi công đức Kim Luân không bằng với Đàm Phượng Sơn, nhưng khí thế lại vượt xa Đàm Phượng Sơn. Đàm Phượng Sơn giống như một pho tượng cổ Phật, phía sau lưng của hắn cũng hiện ra ảo ảnh Kim Phật, mà hắn cũng giống như chư thiên thần vương thống trị thiên hạ. Phía sau hình thành một pho tượng Dương Thiên Thần Vương, đầu đội trời, chân đạp đất. Tử! Hai người đồng loạt hét lớn, hai loại ấn pháp bất đồng, không ngờ không có đụng phải một chỗ, mà là lần lượt vượt qua nhau, hung hăng đánh thẳng lên người của đối phương. Bọn họ ỷ vào thân thể mạnh mẽ, không ngờ đều lấy thương mà đổi thương, lấy mạng đổi mạng, căn bản không ai tính tiếp đón công kích của đối phương, mà là liều mạng tấn công, nhìn xem thân thể ai mạnh hơn, năng lực khôi phục của ai mạnh hơn. Oạ một tiếng, Diệp Phúc và Đàm Phượng Sơn nhất tề ói ra một ngụm máu tươi, tai mắt mũi miệng kim huyết chảy ra, trong cơ thể truyền tới những tiếng xương cốt gãy vang. Diệp Phúc thần vương diệt kiếp ấn và Đàm Phượng Sơn của Phật tịch diệt đại thủ ấn đều bá đạo đến tuyệt luân, làm cho cả hai người bọn họ đều bị thương nặng. Tuy nhiên, hai người không lùi một bước, cứng rắn ngạnh kháng công kích này, tiếp tục công kích đối phương như không muốn sống vậy. Trong cơ thể của bọn họ, Đàm Phượng Sơn cú mang nguyên thần và ngọc thụ nguyên thần của Diệp Phúc điên cuồng thúc giục sức sống, nhanh chóng chữa trị tổn thương cơ thể, duy trì sức sống cùng sức chiến đấu của bọn họ. Rầm rầm, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người bọn họ giống như hai thần Phật từ thời viễn cổ đi ra, lấy cứng trợ cứng, lấy cường phá cường, mà một kích hạ xuống này liền truyền tới thanh âm xương cốt vỡ nát. Hai người Thái Tử Sơ và Thái Tử Hỷ đứng nhìn xem mà sắc mặt biến đổi, đều dừng chân lại. Hai tên này tu luyện đều là cận thân ấn pháp, cường mãnh bá đạo, thật sự là quá lợi hại mà. Thái Tử Hỷ lẩm bẩm mà nói, loại cường độ công kích này làm cho người ta phải biến sắc mặt. Nếu đổi lại là bọn họ, căn bản không dám cùng hai người cận thân mà ẩu đả. Mà đứng đằng xa Tế Khởi Vu Bảo thi triển vu pháp oanh sát đối phương, nếu như bị bọn họ đến gần người, ai dính một quyền thôi, cho dù không chết cũng vứt bỏ đi nửa cái mạng. Đàm Phượng Sơn thi triển Chiến Phật Thánh Pháp, các loại thủ ấn kéo dài không dứt, hoặc là lớn, hoặc là ngưng trọng, hoặc là tràn ngập khí phách, hoặc là tử khí trầm lặng, hoặc là chư Phật tử bi, hoặc là minh vương phẫn nộ, chiêu thức chồng chất làm cho người ta đến hoa hết cả mắt. Mà Diệp Phúc lại thủy chung chỉ dùng một loại thần vương diệt kiếp ấn mà ứng đối, tùy ý để cho ngàn loại chiêu thức của ngươi phát ra, ta chỉ cần dùng một chiêu cố gắng phá là được. Trong chớp mắt, hai người đã trúng không biết bao nhiêu ấn pháp của đối phương. Cho dù là có cú mang nguyên thần hay ngọc thụ nguyên thần chữa trị thương thế, nhưng làm cho thân thể bọn họ bị rách tung tóe, bị đối phương đánh cho mục nát. Hai người này thật sự là quá độc ác rồi, quả thực không coi mạng mình ra gì cả. Cho dù có là Thái Tử Sơ cũng xem mà choáng váng, tự nghĩ chính mình tuyệt đối không có khí phách như vậy. Diệp Thiếu Báo, ta còn muốn cảm ơn ngươi, ngươi rốt cuộc cũng cho ta đủ áp lực, khiến ta đột phá tới tam thần cảnh nguyên thần kỳ, khiến cho hai đại nguyên thần của ta hoàn toàn đại thành kia. Đàm Phượng Sơn đột nhiên cười ha hả, khôi phục lại tâm cảnh trí tuệ như châu, một bộ trưởng khống trí châu,
hết thảy đều nắm chắc phần thắng ở trong tay. Khí thế của hắn tăng vọt, nguyên thần quỷ ngưu, nguyên thần cú mang mạnh hơn trước đây mấy lần. Ảo ảnh của Phật phía sau lưng của hắn lại càng ngưng trọng hơn, càng chắc chắn. Hiển nhiên thực lực của hắn đã có mức nhảy vọt trở mình mấy lần. Ta ở trong ngân khư xông vào đại thương quân doanh, trải qua tu luyện chém giết, đạt được ước chừng 6-7 kiện kiến mộc long trương, làm cho nguyên thần cú mang của ta tăng lên tới tam thần cảnh, hóa thần kỳ đỉnh cao. Hóa thần cửu phẩm, thực lực của ta so với trước kia tiến vào ân khư ít nhất cũng dũng mãnh tiến lên gấp đôi, hơn nữa không sợ chiến đấu, không sợ bị thương kìa. Đàm Phật Sơn một đạo chín Phật vô sinh hướng tới Diệp Húc mà oanh kích, công đức kim lân non ong vận chuyển, chư Phật nhất thể tán tụng, uy lực lớn hơn trước cấp 3. Hắn cười to nói: "Ta thậm chí tìm được một kho báu, được hơn 10 điều linh mạch bậc 5, chỉ có điều chưa rảnh mà luyện hóa mà thôi. Hiện tại rốt cuộc ta cũng mượn lực lượng của ngươi đem tất cả linh mạch mà luyện hóa. Tu vi vừa tăng tới nguyên thần kỳ, nguyên thần quỷ ngưu, nguyên thần ký mang của ta đã đạt được nâng cao rất lớn về chất lượng rồi." Một đạo chiến Phật vô sinh đại thủ ấn chất chứa uy năng mạnh không thể tin nổi. Nó gần như có uy năng như ảo ảnh cấm bảo mà Đinh Phù Đạo đã triệu tập ra. Một ấn hạ xuống, ngay cả Phật Đà cũng bị đánh chết. "Diệp Thiếu Bảo, người nghĩ rằng ta và ngươi liều chết tác chiến với ngươi như vậy là vì để giết ngươi hay sao?" Đàm Phượng Sơn lộ ra thần sắc châm chọc, đem những buồn bực hóa thành hư không. Thần thái của hắn bay lên, cười khẩy mà nói: "Ngươi sai rồi, ngươi chẳng qua chỉ là hòn đá để ta mài dao mà thôi. Đá kê chân, ta lưu ngươi cho tới bây giờ chẳng qua là để cho ta đột phá tới cảnh giới cao hơn mà thôi kìa." Oanh một tiếng, chiến Phật vô sinh đại thủ ấn hạ xuống. Lúc này đây, Diệp Phúc không có lấy thân thể mạnh mẽ ngạnh kháng, mà là một đạo Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn đón nhận, kịch liệt va chạm, phát ra từng trận dư âm cuồng quét khắp nơi, không biết kích phát ra bao nhiêu cấm chế. Thế nhưng cấm chế này bị kích phát, lập tức phát ra vô số hào quang, giống như không biết bao nhiêu cấm bảo được triệu tập ra vậy. Uy năng hào hãn vô cùng, tản mắt ra uy áp làm cho người ta phải run rẩy. Rầm rầm rầm, tượng đồng quân thần của đại thương thần triều đứng trên đồng trụ đều chấn động, lệnh bài ở trong tay khởi động uy năng của bất diệt chi bảo. Chỉ thấy từng đạo uy năng tối nghĩa oanh nhập vào bên trong các cấm chế. Trong nháy mắt, năng lượng tản mắt ra thậm chí có thể oanh sát một người đứng đầu thánh địa. Những tượng đồng quân hùng này công kích cấm chế, tuy rằng đám người Diệp Phúc cũng không có ở trong phạm vi công kích, nhưng cỗ uy năng, năng lượng kinh khủng này làm cho bọn họ không rét mà lạnh. Tự nghĩ nếu là chính mình, chỉ sợ triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo cũng không thể chống đỡ được vài cái, sẽ bị oanh sát cho tan nát. Sự việc cho tới bây giờ, Diệp Húc rốt cuộc cũng biết được vì sao gia chủ của Hiên Viên gia lại suýt bị nhốt bên trong đây, suýt nữa bị luyện hóa. Hiên Viên Quang từng nói, vì gia chủ kia chính là tiến vào đế cảnh chi mộ, đế canh cũng tức là bản hoàng, nguyên danh bản canh. Hiên Viên gia gia chủ tới chỗ này, nếu như xúc động phải cấm chế, khẳng định cũng bị nhiều cấm bảo vây khốn, sau một lúc sẽ bị luyện hóa. Nếu không có nhiều cao thủ của Hiên Viên gia mang theo cấm bảo mà tiến vào trong này, nghĩ cách cứu viện thì gia chủ của Hiên Viên gia khẳng định sẽ mệnh tang tại bàn Hoàng Lăng. Người không ngờ có thể tiếp được một kích của ta mà không chết như vậy. Đàm Phượng Sơn ngơ ngác nhìn Diệp Húc, lộ ra thần sắc khó tin. Diệp Húc vẫn đứng trước mặt của hắn, cảnh giới trưởng khống trí châu của hắn bị phá ngay lập tức. Hắn thất thanh nói: "Làm sao có khả năng?" "Không có gì là không có khả năng cả." Diệp Húc quanh thân tràn ngập khí thế vô cùng dày đặc, hào hãn như biển, rộng lớn bát ngát. Hắn mỉm cười nói: "Ngươi chẳng qua là nâng cao một cảnh giới, mà ta ước chừng nâng cao 5 cảnh giới kìa. Mượn lực lượng của ngươi mà khí tức bàn hoàng, ta ước chừng luyện hóa được 4 đại nguyên thần của đại vu nguyên thần cảnh, trở thành vu sĩ tam dương cảnh, thân dương kỳ nhất phẩm kìa." "Thân dương kỳ nhất phẩm, ngươi hiểu sao?" Diệp Phúc nhẹ giọng cười nói: "Sao, thân dương nhất phẩm ư?" Đàm Phượng Sơn ngơ ngẩn. Thân dương nhất phẩm kém nguyên thần nhất phẩm 5 đại cảnh giới, 4 năm tiểu cảnh giới. Hiện giờ Diệp Phúc không ngờ lại ngạo nghễ nói mình trở thành thân dương nhất phẩm. Nếu đổi lại là những người khác nói ra những lời này, chỉ sợ sẽ bị cười cho tới mức giàn ruộn nước mắt, không thẳng dậy được thắt lưng. Thế nhưng Diệp Phúc nói ra lời này lại khiến cho hắn không thể cười nổi. Người khác thân dương nhất phẩm so với Diệp Phúc thân dương nhất phẩm hiển nhiên chênh lệch cực lớn. Đây là do hắn luyện hóa ước chừng 4 nguyên thần đại vô nguyên thần kỳ mới tới được, chất lượng
không gì so sánh được. Đột phá năm tiểu cảnh giới thì thế nào chứ? Ngươi phải chết trong tay của ta, Quang Minh Cổ Phật, Hằng Lâm. Đàm Phượng Sơn quát lớn, rút cuộc quyết định triệu tập ra cấm bảo Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Quang Minh Cổ Phật cưỡng ép chấn tử Diệp Húc. Trong hư không lập tức chuyển tới dao động dũng mãnh. Một bàn tay to của tượng Ngọc Phật từ trong hư không xuất hiện. Cổ Phật chậm rãi hàng lâm. Đàm Phượng Sơn triệu tập ra Tiểu Quang Minh Thánh Địa cấm bảo, chỉ sợ làm cho tất cả cấm chế nơi đây đều sẽ bị kích phát, nguy hiểm thật lớn kìa, làm cho người ta không có khả năng tiếp cận. Thái tử Thợ Sơ, xin thứ cho Lý Mỗ không tham dự được, cáo từ trước vậy. Thái tử Hỷ hơi hơi biến sắc, lập tức chắp tay hướng Thái tử Sơ, chuẩn bị xoay người rời đi. Thái tử Sơ cũng đồng ý rời khỏi ở trung tâm của bàn hoàng mộ mà triệu tập ra hào ảnh cấm bảo, không thể nghi ngờ là tìm chết. Đúng lúc này, đột nhiên kim quang đại phóng, uy năng của Phật cấm bảo không ngờ liền biến mất. Hai người quay đầu lại, nhìn thấy một cảnh tượng nhất thời làm cho bọn họ nghẹn họng chân chối. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, Diệp Húc cầm trong tay một tòa cửa lớn hung hăng mà chụp xuống Đàm Phượng Sơn. Tay nâng lên, tòa cửa lớn này không ngừng hướng tới Đàm Phượng Sơn mà chụp đi. Hắn hung tợn nói: Cổ Phật thì thế nào chứ, cấm bảo thì thế nào, hôm nay ta chụp chết ngươi, chụp chết ngươi, chụp chết ngươi này. Thanh âm của hắn vang lên không dứt. Đàm Phượng Sơn vô cấu kim thân gần như bị tòa cửa lớn này chụp cho vỡ nát.